Bà bầu uống dầu cá như thế nào mới tốt cho thai nhi, có không ít bà bầu uống dầu cá với niềm tin rằng omega 3 axit béo có trong dầu cá có lợi cho cả mẹ bầu lẫn sự hình thành, phát triển toàn diện của thai nhi. Vậy thực hư của việc này là như thế nào? Một số nghiên cứu chỉ ra rằng axit béo omega 3 đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển thần kinh của em bé. Đặc biệt là sự phát triển của não và mắt. Do đó, các nhà khoa học khuyến cáo mẹ bầu nên tiêu thụ các loại thực phẩm dầu omega-3 trong chế độ ăn uống để bé yêu nhận được những lợi ích tuyệt vời này. Vậy bà bầu uống dầu cá có an toàn toàn không và những lưu ý khi bổ sung omega-3 cho bà bầu là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Bà bầu có nên uống dầu cá omega-3? Theo các chuyên gia, việc uống dầu cá khi mang thai có an toàn hay không sẽ phụ thuộc vào loại dầu mà bạn bổ sung vào cơ thể. Cụ thể như sau, dầu cá được lấy từ phần thịt của cá được xem là an toàn, dầu lấy từ gan cá chẳng hạn như dầu gan cá tuyết không an toàn cho phụ nữ mang thai vì chúng chứa hàm lượng retinol vitamin A cao, khiến thai nhi có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh. Khi sử dụng đúng cách, bà bầu bổ sung omega 3 từ dầu cá sẽ mang đến lợi ích cho quá trình mang thai của bạn. Lợi ích của uống dầu cá khi mang thai, dầu cá mang lại lợi ích nhờ vào hai loại axit béo omega 3 epa icosapentaenoic acid và DHA docosahexaenoic acid. Đặc biệt DHA là thành phần cấu trúc quan trọng của não và mắt. DHA đặc biệt quan trọng cho sự phát triển não và võng mạc thai nhi trong TCN3 và đến 18 tháng sau sinh. Cân bằng sản xuất tuyến tiền liệt omega 3 có trong dầu cá sẽ hỗ trợ quản lý việc sản xuất các tuyến tiền liệt điều hòa huyết áp, đông máu, phản ứng viêm và dị ứng, chức năng đường tiêu hóa và thận, sản xuất hormone và dẫn truyền thần kinh ngăn ngừa rối loạn tâm trạng EPA và DHA được biết đến là hai axit béo có thể giúp mẹ bầu nâng cao tâm trạng tích cực và hạnh phúc trong thời kỳ mang thai cũng như sau sinh. Sự phát triển của thai nhi, các nghiên cứu cho thấy bà bầu uống dầu cá giúp sẽ giúp bé con chào đời trong tương lai có sự phát triển tốt về mắt. Não bộ, phối hợp vận động thần kinh, giảm nguy cơ tỷ lệ cân nặng lúc sinh thấp, giúp mang thai và chuyển dạ an toàn. Omega 3 trong dầu cá cũng được biết là làm giảm nguy cơ tiền sản giật, sinh non và kiểm soát cân nặng của mẹ bầu. Tránh những biến chứng nguy hiểm mà bạn có thể gặp phải, cải thiện hệ miễn dịch của thai nhi. Omega 3 có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, do đó, khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh được sinh ra từ mẹ bầu uống dầu cá có thể được tăng cường giúp chống lại các tình trạng như dị ứng, cảm lạnh thông thường, cúm và các bệnh qua trung gian miễn dịch khác tác dụng phụ không mong muốn. Tuy mang đến những lợi ích tốt cho mẹ bầu nhưng dầu cá vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ mà bạn cần lưu ý cẩn trọng. Chẳng hạn như việc bổ sung quá nhiều dầu cá sẽ ảnh hưởng đến khả năng hình thành cục máu đông của bạn. Vì omega 3 làm giảm độ dính của tiểu cầu, dầu cá nguồn gốc từ các loài cá nước ngọt thường có hàm lượng thủy ngân cao hơn. Có thể gây hại cho thai nhi, ảnh hưởng đến sự phát triển của não bé và hệ thần kinh. Vì vậy, Mẹ bầu cần tránh tiêu thụ dầu từ cá mập, cá ngói, còn gọi là cá vược vàng hoặc cá hồng vàng. Cá kiếm và cá thu vua, bà bầu uống dầu cá chiết xuất từ gan cá chứa hàm lượng vitamin A cao có thể gây hại cho em bé trong bụng. Liều dùng bà bầu uống dầu cá phù hợp, liều lượng khuyến cáo hàng ngày của axit béo omega 3 nên rơi vào khoảng 650mg. Trong đó có 300mg DHA. Vì vậy, bạn có thể có thể bổ sung khoảng 3g dầu cá mỗi ngày, các loại dầu cá an toàn cho bà bầu. Dầu cá có nguồn gốc từ cá nước lạnh như cá hồi, cá mòi, cá chích, cá ngừ và cá cơm đều được xem là an toàn cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, bạn nên mua sản phẩm từ các nhà sản xuất đáng tin cậy để loại trừ sự hiện diện của thủy ngân và các chất độc khác trong đó. Giải đáp các câu hỏi thường gặp bà bầu uống dầu cá trong thời gian bao lâu là an toàn. Không có khuyến nghị cụ thể về việc uống dầu cá khi mang thai. Nếu trong chế độ ăn uống của bạn thường có sự góp mặt của các cá chứa dầu hoặc các loại hạt thì không cần phải bổ sung thêm dưỡng chất này bằng các viên uống. Tuy nhiên, mẹ bầu vẫn có thể uống dầu cá hai lần mỗi tuần để bổ sung được lượng axit béo omega 3 cần thiết. Dầu cá và omega 3 có giống nhau không? Không, dầu cá và omega 3 không giống nhau. Dầu cá là một nguồn cung axit béo omega 3 tuyệt vời. Omega-3 cũng được tìm thấy trong hạt lanh, rau xanh đậm và hạt quả óc chó, vì cơ thể không thể tổng hợp axit béo. Chúng ta phải phụ thuộc vào thực phẩm dầu omega-3, trong đó cá là nguồn cung cấp omega-3 tuyệt vời. Nếu được bác sĩ chấp nhận thì việc bà bầu uống dầu cá khi mang thai là biện pháp giúp cả mẹ lẫn con trở nên khỏe mạnh. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé, hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dậy con ngoan.